lục sắc tiểu yêu quấn quanh trên tay nàng dần hoạt động rớt xuống khỏi người nàng thối lui ra rất xa tựa hồ đối với loại chính dương chi khí này cảm thấy thập phần không thoải mái cả người có chút lộ ra vô tình lục sắc trên người cũng không được tươi sáng nữa trở nên ảm đạm chẳng biết lúc nào một đạo bóng dáng ám sắc hiển hiện trong căn cứ đội thứ 8, nhanh chóng di chuyển trên mặt đất bóng dáng này lượn tới lượn lui trong tiểu viện liên bài tựa hồ không tìm thấy mục tiêu ta nói ngươi không phải bị đại đội trưởng gọi đi sao sao lại đột nhiên tới chỗ chúng ta uống rượu kia? Ai nha, đừng nói nữa. Chúng ta đều xem thường tên kia rồi, tên kia không ngờ là trận pháp đại sư hàng thật giá thật a. À. Lý Du ủng ục ục uống một hớp rượu. Hơn nữa trong tay tiểu tử kia có một kiện trọng bảo, chỉ riêng uẩn khí phát ra đã khiến tim ta đập nhanh sợ hãi một hồi. Ta đoán chừng vật kia rất có khả năng là huyền khí cửu dai. Cái gì? Trong tay đại đội trưởng mới tới có huyền khí cửu dai sao? Không thể nào đâu, tiểu tử kia bộ dạng mới 16-17 tuổi, sao có thể có trọng bảo như thế được. Lý Du nhìn xem ánh mắt mọi người nhìn tới, rất có cảm giác khoái cảm, dương dương đắc ý nói. Bởi vậy a, à, tiểu tử kia cầm huyền khí cửu dai coi như gậy gộc, không ngừng gõ lên trận pháp kia, muốn phá cửa đi vào. Cầm huyền khí cửu dai làm gậy gộc sao? Mọi người đều hiện hắc tuyến, lộ ra thần sắc cực kỳ hoài nghi. Chỗ kia trước đây là một mạch khoáng, về sau nghe nói đã chết không ít người, bởi vậy mới phong lại. Nghe nói hách liên đoàn trưởng lúc trước từng xuống một lần, về sau không nói một tiếng liền tìm một đại sư trận pháp bố trí xuống đại trận chất lọc chính dương chi khí. Này, ngươi nói tiểu tử kia sẽ không phá hư trận pháp đầy chứ. Lý Du cười khổ nói. Ta nào biết được, nếu hắn đã là đội trưởng đại nhân thì ta làm gì có quyền quản việc này chứ. Bất quá tiểu tử kia quả thật thần thần bí bí, mang đến cho người cảm giác phi thường kỳ quái. Ta khuyên các ngươi vẫn nên thành thật một chút đi, ngay cả chu tường đội phó cũng thập phần tôn sùng hắn ấy. Hừ, tôn sùng cái rắm chẳng qua là đệ tử thế gia nào đó, bối cảnh thông thiên mà thôi. Nếu không cũng sẽ không có huyền khí cửu dai trên người rồi, mẹ nó. Nếu không để lão tử đi giữ giúp hắn, miễn cho bị người đoạt đi. Lý Du quá sợ hãi nói. Người điên ư, dám nói loại lời này. Mọi người cũng một hồi thổn thức không thôi, các loại hồ nghi và suy đoán đều được nói ra, càng nói càng không có biên giới cuối cùng không biết thế nào lại nói đến trên người nữ nhân, các loại tiếng cười dâm đãng vui sướng nổi lên bốn phía. Trong góc bóng dáng kia nghe được không chút hứng thú, lúc này mới dần rời đi, đúng là đi tới hướng trận pháp kia. Trong cách tầng dưới mặt đất, bóng dáng kia dần hiển hiện ra, chậm rãi ngưng tụ thành một nam tử áo đen, trong đôi mắt lóe ra hào quang màu nâu, đúng là vũ tiên sinh kia. Trong mắt của hắn lóe ra hào quang màu nâu quỷ dị, nhìn chăm chằm vào động đất Lý Vân Tiêu mới đào, lẩm bẩm nói, Dương khí nặng như thế, khó trách cửu dương chi khu lại chọn nơi này tu luyện, quả thật là làm nhiều công ít. Nhưng không cần biết người là ai, có được cửu dương chi khu nhất định phải chết. Hắn hóa thành một đạo hắc mang, cũng chui vào trong động đất kia. Lý Vân Tiêu đã đi hơn nửa canh giờ, cũng nhớ không rõ đã xuyên qua bao nhiêu đường hầm, bởi vì không cách nào triển khai thần thức nên gặp phải ngõ cụt phải quay lại. Chui hồi lâu, mới thấy đường phía trước ngày càng rộng, rốt cục có thể đứng thẳng đi lại, các loại cảnh tượng trước mắt cũng chậm rãi rộng mở. Mà vách tường bốn phía cũng từ bùn đất thô giáp trước kia biến thành nham thạch tự nhiên, tựa hồ như một huyệt động lòng đất tự nhiên vậy. Lại có tiếng nước. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn quanh mọi nơi, huyệt động lòng đất rộng như thế, hơn nữa còn có nước chảy vậy thì có thể hình thành một hoàn cảnh độc lập rồi. Dương khí là do phía trước phát ra, ta ngược lại muốn xem thử rốt cục là thần vật phương nào. Lý Vân Tiêu tiến nhanh tới, không ngừng xuyên qua trong lòng đất, Quả nhiên rất nhanh đã thấy không ít thực vật chuyên sinh trưởng trong hoàn cảnh âm u ẩm ướt cùng với một ít sinh vật âm u. Đột nhiên hắn từ trong đám âm thảo thấy được chút ánh sáng, hắn đi ra phía trước, đó lại là một khung xương võ giả, không biết đã trôi qua bao nhiêu năm tháng nhưng vẫn không hề mục nát. Trên cốt cách lóe ra hào quang như ngọc, âm thảo bốn phía tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng, so với nơi khác hình như cũng nhiều hơn một chút. Người này khi còn sống nhất định là cao thủ. Lý Vân Tiêu lập tức trầm giọng nói: nếu phải có thần thể nào đó thì cũng từng tu luyện qua luyện thể thuật rất mạnh, chỉ có thế mới có thể giữ được xương cốt bất hủ trong hoàn cảnh thế này. Nơi này quả nhiên không đơn giản. Hắn tăng thêm vài phần cảnh giác, vốn cho rằng đây chỉ là một mỏ hỏa long thạch, nhưng giờ xem ra cũng không đơn giản như vậy. Đoán chừng lúc trước đào quáng đào đến chỗ này, hơn nữa xảy ra không ít chuyện tình, cuối cùng bởi vậy mới trở nên hoang phế. Về phần hách liên thiếu hoàng bố trí xuống đại trận, cũng không phải để hấp thụ dương khí, mà là vì trấn áp nơi này a à lại bay đi một đoạn, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện dấu vết nhân công mở ra, trên đất có cách đường rãnh như kênh đào, nhưng bên trong đã sớm khô cạn. Như một trường long hướng về phía xa xa, dương khi bành trướng chảy xuôi trong đó, giống như thực chất, thỉnh thoảng tàn ra. Cái này, rốt cục bay đến cuối khe rãnh, dĩ nhiên là một cái trận pháp to lớn. Ở trung tâm trận pháp là một hình cầu trong suốt, bên trong có thể loáng thoáng trông thấy bóng dáng vật gì đó, lại khó có thể xuyên thấu vào. Chính dương chi khí bành trướng kia đúng là từ nơi này tàn ra. Ở bốn phía trận Pháp dựng một cây trụ cao ngất, đỏ bừng như máu. Cẩn thận quan sát thì bên trong cây trụ lại có phong ấn người trong đó. Người nọ lại không phải nhân loại, mà chỉ có hình thể như nhân loại, chỉ có điều trên thân thể hơi có chút khác biệt, đặc biệt là đầu, lộ ra các loại hình tượng kỳ quái. Tế tự chi trận của yêu tộc Lý Vân Tiêu hoảng sợ không thôi, tràng cảnh yêu dị trước mắt này cực kỳ giống đại trận yêu tộc dùng để tế tự trong truyền thuyết. Hắn cũng chỉ mới thấy qua trên một ít sách cổ, chỉ là có chút giống nhau thôi. Yêu tộc vào vài ngàn năm trước đã bị cung chủ Cố Thanh Thanh của Thần Tiêu cung dùng sức một mình đẩy vào trong Ngũ Hà Sơn, hơn nữa thiết hạ điên đảo ngũ hành đại phong ấn trận. Mấy ngàn năm qua, trên Thiên Vũ đại lục khó thấy chút bóng dáng yêu tộc cường đại, có chỉ là một ít cá lọt lưới năm đó, còn sót ở các ngóc ngách trên đại lục, rất ít dùng chân diện mục gặp người. Cho nên Lý Vân Tiêu đối với yêu tộc cũng chỉ hiểu biết có hạn, chỉ biết vào vài ngàn năm trước, đó là chủng tộc cực thịnh một thời, còn cường đại hơn cả nhân loại. Nhưng Cố Thanh Thanh lại là một trong cường giả tuyệt đại bị hoài nghi là đã bước chân vào thần cảnh trong lịch sử đại lục. Trong trận pháp kia ngoại trừ dương khí bành trướng ra, còn lộ ra cực kỳ quỷ dị. Lý Vân Tiêu bay lên trời, đứng bên trên bao quát xuống dưới, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, thì ra không chỉ có một cái khe thông tới đây, ở bốn phía đại trận tổng cộng có 8 đạo khe lớn lan ra, hình thành địa thế lục hợp bát hoang, bao quát hoàn vũ. Ta hiểu rồi. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ chợt hiểu, nói. Trận pháp này của yêu tộc vốn là vì hấp thụ hoàn vũ chi lực của lục hợp bát hoang, ngưng tụ long khí. Hơn nữa tựa hồ hiệu quả không tệ, nhưng về sau không biết xảy ra biến cố gì, lực lượng cường đại ngưng tụ vô số năm tháng vậy mà dần tiêu tán, bắt đầu tiết lộ, bởi vậy mới tạo thành cảnh tương dương khí trùng thiên như thế. Yêu Long trầm giọng nói. Nhưng ta cảm giác trong hình câu trong suốt ở trung tâm trận pháp còn có khí tức sinh mạng. Hắn coi như là nửa yêu tộc, hơn nữa bản thân chính là chân long hậu duệ. Đối với cái này có cảm ứng rất mạnh. Lý Vân Tiêu nói. Mặc dù không chết, ta thấy cũng không phục sinh nổi nữa rồi. Chỉ cần theo tuế nguyệt trôi qua, sinh vật trong hình cầu này cuối cùng sẽ hao hết dương khí mà chết. Ta cảm thấy đây rất có khả năng là một cường giả nhân loại. Sau khi phát hiện nơi đây liền cưỡng ép thay đổi địa thế vận chuyển, khiến trận thế vốn là tụ tập, ngược biến thành tiêu tán. Yêu Long hai mắt dừng ở trung ương trận pháp tế tự, trầm giọng nói: "Thật sự rất đáng tiếc a, à. tồn tại trong quả cầu kia nhất định là hậu duệ yêu tộc cường đại. Nếu tăng thêm long khí tầm bổ, rất có thể thành tựu thần cảnh trong truyền thuyết, ngang hàng với những đại yêu từ thời xa xưa kia." Lý Vân Tiêu cười nói: "Nếu thật như vậy, đối với nhân loại mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nói không chừng lúc nào đó, bị nhốt dưới Ngũ Hà Sơn, chính là nhân tộc rồi. Đột nhiên một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên trong bóng đêm, mang theo vẻ khiếp sợ và kích động cực độ, âm thanh hùng dữ nói. Thời gian nhân loại bị nhốt trong ngũ Hà Sơn, đã không xa nữa. Dĩ nhiên là tế tự đại trận, thật sự là trời cũng giúp ta. Thanh ấn, đánh. Bóng dáng vũ tiên sinh hiển hiện trên không trung, chắp tay trước ngực bắn ra một đạo kim ấn, đè xuống người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu kinh hãi, vội vàng quay đầu lại toàn bộ không gian nơi này đều ngăn cản thần thức sau lưng có người tới gần hắn lại không chút phát giác đợi đến khi đối phương lên tiếng thì ấn quyết đã bao trùm toàn bộ không gian tránh cũng không thể tránh thiên địa vô cực lục đạo luân hồi lý vân tiêu phi tốc niết bí quyết xuất ra đạo đạo tàn ảnh tốc độ gấp mấy lần bình thường một chiêu thiên địa ấn hiện ra sau lưng đánh tới hai đạo bí quyết kim sắc không ngừng phóng đại trên không trung oanh kích cùng một chỗ linh áp mãnh liệt khuếch tán ra chiếu cả không gian nơi này thành một mảnh kim quang lấp lòe hơn nữa thực lực cao thấp liền lộ rõ thiên địa ấn của lý vân tiêu rất nhanh tiêu tán còn ấn quyết chi lực đối phương lại không giảm chút nào trùng kích xuống ma thiên chiến giáp hắn hét lớn một tiếng quanh thân hiện ra đạo đạo hắc sắc chi khí ngưng tụ thành áo giáp thật thể bao trùm trên người ngăn cản thánh ấn chi lực kia lại cả người cũng bị xung kích thiếu chút nữa bay vào trong đại trận tế tự kia ân vậy mà không chết Vũ tiên sinh lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt chớp động hào quang màu nâu, dưới hắc khí thấp thoáng lộ ra gương mặt mơ hồ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương, nói: "Ngươi là người nào?" Vũ tiên sinh cũng nhìn hắn, hơn nữa càng nhìn càng kinh hãi, đối phương chẳng qua chỉ có tu vị Vũ Vương tam tinh, nhưng trong mắt lại bắn ra võ ý cường đại như vậy, không chút sợ hãi tồn tại Vũ Hoàng như hắn. Hơn nữa một ấn vừa rồi của mình coi như là cường giả Vũ Hoàng bình thường cũng không thể tiếp được nhưng trên người đối phương lại không có chút vết thương hẳn ngươi chính là cửu dương thần thể vũ tiên sinh lãnh đạm nói từng chữ sắc khí trên người lại càng thêm mãnh liệt gần như có thể ngưng tụ thành thực chất lý vân tiêu cũng dùng mình nói ngươi cũng biết cửu dương thần thể xem ra tuyệt không phải loại bình thường a à? trên báo tên của ngươi đi trên mặt vũ tiên sinh lộ vẻ nhẹ nhõm tâm sự rốt cục được thả xuống cửu dương chi khu là một nam tử vậy thì không cần lo lắng nhiều lắm nhưng sát ý trên người hắn không giảm chút nào hừ lạnh nói từng chứ một người sắp chết biết rõ nhiều như vậy làm gì lý vân tiêu cười nói sống đến già học đến già nha thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta không được sao không được vũ tiên sinh lạnh lùng nhổ ra hai chữ sát khí trên người vậy mà trực tiếp ngưng tụ trên không trung thời gian trôi qua dần ngưng tụ thành một cánh tay khủng bố trên đó lân giáp trải rộng đầu ngón tay lập lòe ánh sáng âm u Lâm không điểm một ngón tay xuống Lý Vân Tiêu. Lama ma diễn na. Lý Vân Tiêu la hoảng lên, cả giận nói. Có thể tùy ý ngưng tụ thành Lama ma diễn na, ngươi đã giết bao nhiêu người mới có thể có sát khí mãnh liệt như thế. Vũ tiên sinh trong lòng cũng đại chấn, lãnh đạm nói. Lama ma diễn na ngươi cũng biết, xem ra ngươi mới thật sự không phải loại tầm thường. Vì cảm kích ngươi dẫn ta đến đây, ta quyết định ban cho ngươi cái chết thống khoái. Sát thần nhất chỉ hắn lâm không giơ tay lên, ngón trỏ nhanh chóng điểm tới trước. Sát thần chi thủ do sát khí ngưng tụ trên không trung cũng theo đó điểm một ngón tay xuống, sát ý khủng bố tràn ngập, khiến cả không gian đều có chút hít thở không thông, áp lực cực độ và khủng bố. Tế tự đại trận dưới cổ sát khí này cũng tựa hồ có chút biến hóa nhỏ, tốc độ chính dương chi khí sói mòn cũng dần chậm lại. Lý Vân Tiêu đồng tử ngưng lại, khí lưu quanh thân dưới sự vận chuyển của nguyên khí bắt đầu xoay tròn sát lục chi khí tràn ngập toàn bộ không gian bị thổi tan ra ở chung quanh hắn hình thành một khu vực trạng thái chân không thân thể càng như được khảm nạm minh châu bảo ngọc bắn ra từng đạo bạch sắc quang mang như ánh mặt trời bắn thủng mây đen cả người đều phát sáng phong vân do ta một trưởng phong vân dưới hào quang bạch quang phá vỡ không gian ngưng tụ phía trên đối kháng với sát thần nhất chỉ kia vũ tiên sinh bỗng nhiên co rụt đồng tử toàn bộ gương mặt đều cơ hồ vặn vẹo thay to ngươi ngươi không phải cửu dương thần thể toàn thân hắn run rẩy rít gào nói cửu dương thần thể ở đâu là nam hay nữ mau nói cho ta biết oanh hai cổ lực lượng đụng vào nhau dị tượng do thần thể lý vân tiêu phóng xuất ra vậy mà dần tinh lọc từng chút sát khí nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ có lực lượng giống như đông hải nguyệt minh châu có thể tinh lọc tất cả lực lượng mặt trái khiến đối phương bị suy yếu đi nhưng mặc dù có dị tượng thần thể phong vân trưởng dưới sát thần nhất chỉ kia cũng liên tiếp bại lui rất nhanh đã bị đánh tán chỉ ảnh cực lớn điểm xuống tựa hồ muốn tiêu diệt tất cả sinh cơ uống lý vân tiêu hét lớn một tiếng trực tiếp đánh ra quyền ảnh hắn dùng cũng không phải võ kỹ cao cường gì mà là kim cương quyền ai cũng biết oanh sắc khí cực lớn nổ bung trước người hắn bao phủ cả người hắn vào trong rơi xuống từ trên cao ngã lăn trên mặt đất sắc khí màu tím đen kia ngưng mà không tiêu tan hoàn toàn bao trùm lấy cả người lý vân tiêu tựa hồ đang không ngừng thôn phệ ăn mòn thân thể hắn. Vũ tiên sinh sau khi hơi thất thố, cảm xúc lập tức hồi phục lại, lạnh lùng nhìn phía dưới. Quả nhiên không dễ dàng như hắn tưởng tượng, trong sát khí màu tím đen kia rất nhanh xuyên suốt xuất, xuất ra đạo đạo bạch quang, tinh lọc hết tất cả sát lục chi khí ở bốn phía. Lý Vân Tiêu một thân đều là quang mình đứng dậy khỏi mặt đất, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn. Vũ tiên sinh chậm rãi mở miệng nói. Thân thể của ngươi rất mạnh, vậy mà có thể tinh lọc sát lục chi khí của ta. Nhưng ta muốn tìm chính là Cửu Dương thần thể. Nói cho ta biết người nọ ở đâu có được không? Ta có thể thả ngươi một mạng. Ngươi còn rất trẻ tuổi, chết ở chỗ này cũng quá mức đáng tiếc. Dùng thiên tư của ngươi, tương lai tất nhiên sẽ là tồn tại bá chủ một phương. Gương mặt hắn giấu trong khói đen, khó có nhận dạng, nhưng từ hô hấp là có thể thấy được hắn đang cố nén cảm xúc. Dùng thân phận Vũ Hoàng của hắn, đối phương chỉ là một gã Vũ Vương vốn có thể tùy ý khảo vấn mới phải nhưng qua hai chiêu vậy mà không thể làm bị thương đối phương chút nào, khiến hắn cơ hồ giận điên lên. Lý Vân Tiêu lạnh lùng theo dõi hắn, nội tâm cũng phiền muộn cực độ. Dưới hai chiêu sở học của mình, Thiên Địa Ấn và Phong Vân Trường, bao nhiêu bá chủ cái thế, Cửu Thiên Vũ Đế cũng phải bỏ mạng. Nhưng bây giờ ngay cả hai chiêu của một gã vũ hoàng cũng không đỡ được, mặc dù không bị thương, nhưng mỗi lần đều chật vật không chịu nổi, mất hết phong độ. Ngươi nếu như không trang bức thì nói không chừng chúng ta có thể làm bằng hữu đấy lý vân tiêu vẻ mặt cười nhạo nói muốn chết vũ tiên sinh lập tức nổ bung áo đen dưới lực trùng kích lập tức nát bấy lộ làm ra gương mặt dữ tợn hai lỗ tay cao nhọn khuôn mặt yêu dị dị thường hơn nữa cánh tay thành màu nâu xám trên đó còn có lông dài màu trắng giống như dã thú vậy yêu tộc lý vân tiêu nói khẽ cũng không quá kinh ngạc khi đối phương nói thời điểm nhân loại bị nhốt dưới ngũ hà sơn đã không xa thì hắn đoán được rồi sự khác nhau giữa yêu tộc và yêu thú cũng như nhân loại và khỉ vậy, không biết bao nhiêu năm trước, có lẽ là cùng một tổ tiên. Về sau một chi tiến hóa ra trí tuệ, liền trở thành yêu tộc. Nếu ngươi đã không biết điều, vậy thì ta chỉ có thể bắt lấy ngươi tra khảo thôi." Vũ tiên sinh bình tĩnh nói. Thân là một gã vũ vương vậy mà thấy được hình dạng của ta, coi như là ban ân lớn nhất đối với ngươi rồi." Lý Vân Tiêu có chút im lặng, nói: "Không cảm thấy yêu Việt sẽ chết sao?" ta thật sự không nghĩ ra thân là một đầu yêu thú, có gì mà thấy yêu việt chi. Nếu như là ta, đã không có mặt mũi gặp người rồi. Muốn chết. Vũ tiên tức giận lông toàn thân đều dựng lên, yêu tộc kiên kỵ lớn nhất chính là bị người khác gọi là yêu thú. Thật giống như nhân loại bị người gọi là con khỉ không lông vậy. Thập tự hư không chảm. Hắn hai tay giao nhau, mạnh mẽ bắn ra hai đạo kình khí, cắt đứt không gian, tốc độ cực nhanh, phát ra tiếng kêu to chói tai thanh liên kiếm ca hào quang trong tay lý vân tiêu lóe lên từ ảnh thanh tác kiếm hiển hiện trên tay sau khi cầm chặt liền quét ra một kiếm kích thích ra đóa đóa thanh liên từng cái nở rộ trên không nhưng rất nhanh đã bị chém nát lý vân tiêu buồn bực dưới chân khẽ điểm lập tức thối lui hơn 10 bước tránh thoát khỏi hai đạo chảm kích kia hai người tu vị kém nhay quá lớn vô luận đối phương ra chiêu thế nào mình đều khó đỡ nổi vẫn phải tránh đi khiến hắn vô cùng phiền muộn hơn nữa đối phương tựa hồ không phải cường giả vũ hoàng bình thường, tuyệt đối không đơn giản như biểu hiện. Ta xem ngươi có thể tránh bao lâu. Vũ tiên sinh nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, trên đầu ngón tay ngưng tụ ra một đoàn quang mang bạch sắc, càng lúc càng lớn, quát khẽ. Yếu quyết, loạn xạ. Đạo bạch quang kia cùng lúc bắn ra hơn 10 đạo công kích, ngang trời mà xuống, cơ hồ nhét toàn bộ không gian vào trong. Con em người đấy. Lý Vân Tiêu chửi bới một tiếng, một tay nết bí quyết ma thiên chiến giáp hiển hóa ra trước người ngưng tụ thành một cái hư ảnh cự đại căng ra một đạo phòng ngự ầm ầm quang mang bạch sắc không ngừng xuyên thấu ma khí màu đen đánh lên chiến giáp tóe ra đạo đạo linh áp như vần nước khuếch tán khắp nơi vũ tiên sinh đồng tử co rụt lại cả kinh nói dĩ nhiên là chiến giáp cửu dai hơn nữa còn là ma khí luyện chế ngươi đến cùng là người nào mắt hắn lộ vẻ tham lam nếu là huyền khí cửu dai bình thường hắn chưa chắc đã để vào mắt. Lý Vân Tiêu trốn ở sau chiến giáp, hư lạnh nói. Có thể nhìn thấy chân dung bản thiếu gia, ngươi đời này đã sống không tệ rồi, còn muốn thăm lam hỏi tên bản thiếu gia sao. Lời này khiến Vũ Tiên Sinh tức giận thiếu chút thổ huyết, hắn từ trên người lấy ra một thanh kiếm nhỏ màu xanh lá cây, điểm xuống mấy ấn quyết, liền đánh ra ngoài, cả giận nói. Cho dù huyền khí cửu dai, dùng tu vi của ngươi có thể dùng bao nhiêu, kiếm nhỏ màu xanh lá cây kia nhìn như không chút thu hút bài, mặc dù bay trên không trung cũng rất bình thường, theo những bạch quang kia cùng đánh tới. Nhưng Lý Vân Tiêu lại đại biến, sợ hãi nói: "Ngươi cũng có huyền khí cửu giai." Cường giả Vũ Hoàng sử dụng huyền khí cửu giai so với Vũ Vương sử dụng, hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt. Khí vận chấn động lóe lên trên kiếm nhỏ màu xanh lá cây kia khiến hắn một hồi hãi hùng khiếp vía. Hơn nữa lực chấn động trên tiểu kiếm còn hoàn toàn tập trung vào hắn, trốn cũng không thể trốn. Hắn không dám có chút lơ là, tuy rằng Vũ Hoàng cũng không thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng huyền khí cửu giai nhưng Vũ Tiên Sinh hiển nhiên không phải võ giả đơn thuần, từ chấn động từ trên tiểu kiếm truyền ra là có thể cảm nhận được, ít nhất một nửa lực lượng đã bị hắn kích phát ra. Chỉ dựa vào điểm ấy, coi như là Vũ Tôn ở đây cũng không dám đón đỡ một kiếm này. Dưới uy áp từ thanh kiếm nhỏ kia, Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, một đạo vòng tròn bay ra khỏi cánh tay, bỗng nhiên phóng lớn xông ra ngoài thiên linh hoàn phát ra từng đạo hào quang màu vàng chân khai cả hư không ở trước người lý vân tiêu kéo ra một không gian hư vô cách ly thanh kiếm nhỏ màu xanh lá cây kia vèo tiểu kiếm trực tiếp lọt vào trong hư không lý vân tiêu đại hỉ hai tay niết bí quyết thiên linh hoàn lần nữa co rút lại bay vào trong cổ tay hắn hình thành một đạo bao cổ tay hình tròn vũ tiên sinh nhìn kiếm nhỏ màu xanh biến mất trong hư không trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nào cả chỉ nhàn nhạt, nhạt hừ lạnh một tiếng nói ngây thơ bí quyết trong tay hắn biến đổi, mỉa mai nói. Vĩ quang kiếm chính là huyền khí bổn mạng của ta, tánh mạng tương tu. Cho dù cách vô tận thời không cũng bị ta khống chế. Lý Vân Tiêu hoảng sợ nhìn lại cổ tay, cảm nhận được trong thiên linh hoàn truyền đến chấn động cực lớn, còn có thanh âm diên dĩ. Hắn quá sợ hãi, vội vàng cởi bỏ linh hoàn, vỗ ra một trường. Phanh. Tiếng vỡ vụn thanh thúy truyền đến, huyền khí bát giai thiên linh hoàn vậy mà nổ bung trên không trung, nứt thành vô số đoạn kim loại thật nhỏ phát ra tiếng rên rĩ trên không trung, không biết do loại tài liệu nào chế thành, thời gian dần sụp đổ, cuối cùng vậy mà hoàn toàn biến mất trên không trung. Vĩ quang kiếm vòng vo vài vòng trên không trung, lần nữa phóng tới Lý Vân Tiêu. Lần này ra đầu Lý Vân Tiêu thật sự có chút run lên rồi, mức độ khống chế của Vũ Tiên Sinh đối với huyền khí cửu giai hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn. Một kiếm này tuy rằng còn không bằng một quyền của Vũ Đế ở Viêm Vũ Thành, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Hắn không dám giữ lại nữa giới thần bi vọt ra khỏi mi tâm, chấn tới tiểu kiếm kia. Thần dịch lực trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, đại giới thần quyết vận chuyển quanh thân. Hai cổ vực giới chi lực giống như quy tắc thế giới kéo dài tới, giải khai khí uẩn trên vĩ quang kiếm, chấn áp xuống. Cái gì? Vũ tiên sinh lúc này mới thật sự thay đổi sắc mặt, khí uẩn và uy áp từ huyền khí đối phương phát ra vậy mà không hề dưới vĩ quang kiếm của mình. Hơn nữa càng thêm khiến hắn hoảng sợ không thôi chính là vĩ quang kiếm vậy mà nhận lấy trói buộc cực lớn đang tiêu hao tinh thần hắn cực nhanh, mỗi khi vận chuyển một chút đều khó khăn hơn trước gấp trăm lần. Tam văn tật tẩu, ai? Vũ tiên sinh hai tay không ngừng biến hóa, một pháp quyết kỳ quái triển khai trong tay, từng đạo lực lượng kỳ dị theo đầu ngón tay chấn động ra, tràn ngập toàn bộ không gian. Bốn phía bắt đầu phát sinh vặn vẹo, không gian bị đè ép dũng mãnh lao tới giới thần bi, tựa hồ như muốn huyền khí này trực tiếp biến mất khỏi không gian vậy. Tinh thần lĩnh vực Lý Vân Tiêu chấn động, trong lúc hoảng sợ đồng tử nhanh chóng hóa thành màu huyết hồng. Võ đạo một đường, đạt đến bát hoang cảnh vũ tôn liền có thể hình thành lĩnh vực võ ý của mình, trong lĩnh vực một phương tôn giả. Mà thuật đạo cũng giống như thế, tiêu chí của thuật luyện sư tôn cấp bát giai chính là có thể dùng tinh thần lực mở ra lĩnh vực kết giới của mình, thể hiện hồn lực thuật luyện sư đã đạt đến mức có thể luyện chế đồ vật bát giai. Mà Vũ tiên sinh trực tiếp mở ra tinh thần lĩnh vực, muốn khu trục giới thần bi vào trong hư không. Nói cách khác, đối phương ít nhất cũng là thuật luyện sư tôn cấp bát dài. Khó trách ta một mực cảm thấy thập phần quái dị, thì ra thực lực chân chính của ngươi cũng không phải cường giả vũ hoàng, mà là thuật luyện sư bát dài à. Lý Vân Tiêu lần đầu tiên cảm nhận được áp lực lớn lao. Luận võ đạo, đối phương mạnh hơn mình, luận thuật đạo, đối phương mạnh hơn mình. Luận khống chế đối với huyền khí cửu dai, đối phương cũng mạnh hơn mình. Từ khi trọng sinh đến nay đây là lần đầu hắn thấy các lĩnh vực đều bị áp chế gắt gao như thế. Đồng thuật, cấm diễn, lý vân tiêu trong mắt dấy lên chiến ý ngập trời kiếp trước được vinh danh là thiên vũ giới tinh thần công kích đệ nhất nhân đã bao giờ bị người làm càn qua trước mặt chứ chiến ý hừng hực vọt ra khỏi hai mắt đại diễn thần quyết thông thiên ở trong thức hải huyễn hóa ra sinh hóa lấy hồn lực cuồn cuộn không dứt toàn bộ thế giới vào thời khắc này cũng hóa thành một vòng huyết sắc đè ép tới không gian vặn vẹo kia tựa hồ muốn đụng nát đối phương giới thần bi vào thời khắc này cũng kim quang đại thịnh gạt bỏ tinh thần lực bốn phía tiếp tục trấn áp lấy vĩ quang kiếm kỳ thật cho dù lý vân tiêu không ra tay trong giới thần bi có đại địa tức nhưỡng có thể định sông núi tứ hải cửu châu cũng tuyệt đối không thể bị một gã thuật luyện sư bát giai dùng tinh thần lực kéo vào hư không loạn lưu được ngươi cũng là thuật luyện sư vũ tiên sinh chấn động sau đó lộ ra bộ dáng giật mình nói khó trách ngươi thân mang nhiều huyền khí trọng bảo như vậy sư phụ ngươi là người phương nào theo hắn thấy thì những vật này của Lý Vân Tiêu tất nhiên là do sư phụ hắn ban cho. Thầy Lý Vân Hà không để ý hắn, Vũ Tiên Sinh ẩn ẩn sinh ra một cơn tức giận, khẽ nói. Nếu ngươi đã không chịu lộ ra sư thừa, vậy ta liền trực tiếp diệt sát ngươi vậy. Tinh thần công kích của ngươi tuy rằng rất sắc bén, nhưng dù sao đẳng cấp quá thấp, ở trước mặt ta cũng muốn múa dìu qua mắt thợ. Chỉ thấy không gian bốn phía thoáng cái biến hóa, thế giới huyết sắc của Lý Vân Tiêu cấp tốc suy yếu, không ngừng ép về hai tròng mắt, trong đầu bắt đầu đau đớn kịch liệt. Dưới tinh thần uy áp cực lớn, không chỉ thức hải bị chấn sập mà thân thể vào thời khắc này cũng thừa nhận lấy trùng kích thật lớn, trí cường bá thể ngưng tụ ra. Từng khối cơ bắp căng lên, toàn bộ thể trạng tựa hồ cường đại hơn gấp đôi, tản mát ra hào quang hơi vàng ngăn cản lấy lực lượng kia. Tựa hồ còn chưa đủ, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dã thoát thể mà ra, cực kỳ sáng chói, chiếu khiến không gian nơi này sáng như ban ngày, dưới tinh thần uy áp, cưỡng ép căng ra một phiến không gian không chỉ có có thần thể lại còn tu luyện luyện thể chi thuật vũ tiên sinh đồng tử hơi co lại giật mình nói tăng thêm tu vị võ đạo và thuật đạo của ngươi tuổi của ngươi trời ạ à, sao lại có thiên phú yêu nghiệt như thế chứ trong mắt của hắn bộc phát ra sát cơ mãnh liệt lạnh giọng nói may mắn hôm nay gặp ngươi nếu không tương lai tất nhiên sẽ là đại hại của yêu tộc hôm nay ngươi liền bỏ mạng tại đây đi trở thành khối khô cốt đầu tiên giúp yêu tộc ta phục hưng thân ảnh hắn lóe lên, cả người vọt xuống tới, dơ lên nắm đấm đánh tới người Lý Vân Tiêu. Ngoại trừ yêu khí bành trướng ra, uy áp cường đại trên quyền phong càng xuyên thấu xương tủy, sinh ra lực lượng khó có thể ngăn cản. Yêu thú trong cùng bậc, nhân loại cơ hồ khó có thể địch nổi. Cũng bởi vì lực lượng thân thể cường đại của bọn hắn hơn võ giả cùng giai đến mấy chục lần. Mà người yêu tộc cũng kế thừa lực lượng thân thể cường đại như thế, dưới một quyền của vũ tiên sinh không gian cơ hồ như bị đánh nát vậy, có cảm giác như thiên băng địa liệt hô, kim cương quyền. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, không có bất kỳ hoa mỹ nào, cứ như vậy đánh ra một quyền. Dưới loại quyết đấu này, bất kỳ vũ kỹ nào cũng đã không có ý nghĩa nữa, so đấu ngoại trừ thực lực tuyệt đối ra, chính là lĩnh ngộ đối với võ đạo thuật đạo. Cho dù là kim cương quyền, trong tay hắn thi triển ra, cũng ẩn chứa võ ý đao quả vô thượng. Oanh! Hai nắm đấm hung hăng va và chạm vào nhau, mặc dù không tiếp xúc nhưng giữa quyền phong vậy mà nứt ra một khe hở màu đen. Thời gian dần trôi qua khuếch tán ra, bên trong phát ra lực lượng khủng bố, tựa hồ muốn thôn phệ tất cả. Dưới một quyền, lực lượng va chạm vậy mà đánh ra một vết nứt không gian. Ầm ầm. Không gian bốn phía cơ hồ đều bị khe hở kia thôn phệ vào, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân muốn nổ bung ra, chí cường bá thể mình vẫn lấy làm tự hào dưới một quyền của đối phương lại bị ép đến cực hạn, tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Vũ Tiên Sinh cực kỳ hoảng hốt, một cổ sợ hãi cực lớn xông lên đầu một quyền của hắn mạnh thế nào trong lòng hắn rõ ràng nhất những năm gần đây hắn tiến hành các loại thí nghiệm tinh luyện ra vô số huyết mạch yêu thú không ngừng dung hợp thí nghiệm cuối cùng thi triển một ít bí pháp lên người mình trong máu của hắn thậm chí có lực lượng không thua gì huyết mạch chân long huyết mạch thân thể hắn cực kỳ mạnh mẽ nếu đối phương ngang dai với hắn tuyệt đối có thể một quyền đánh cho phấn thân toái cốt một quyền cường đại như vậy đối phương vậy mà tiếp được hơn nữa còn là dựa vào thân thể tiếp được cái này bảo hắn sao không chấn động cho được, toàn thân hắn đều đổ mồ hôi lạnh. Phốc, Lý Vân Tiêu rốt cục không ngăn nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi, cả người như diều bị đứt dây, bay ra xa. Giới thần bi chấn áp lấy vĩ quang kiếm cũng chịu ảnh hưởng, hóa thành một đạo lưu quang đuổi tới, bay trở về trong mi tâm của hắn. Vũ tiên sinh tay không khẽ vẫy, vĩ quang kiếm bay vào lòng bàn tay hắn, lập tức biến lớn 30 lần, trở thành một thanh thanh phong ba thước, nắm trong tay. Từng bước một đi tới chỗ Lý Vân Tiêu rơi xuống. Sát cơ trên người hắn vô cùng nồng đậm, Lý Vân Tiêu thật sự mang đến cho hắn rung động quá lớn, nếu không giết người này, hắn khó mà yên giấc được. Đi qua mấy bước, hắn lại ngạc nhiên sững sờ, trong không gian chỉ có hạn này đã hoàn toàn không còn thấy bóng dáng Lý Vân Tiêu. Chỉ còn lại một phương giới thần bi sừng sững trên đại địa, giống như mộ bi vậy, trên đó hào quang không ngừng lưu chuyển. Trọng Sinh đến nay, đây là lần đầu tiên hắn đối địch phải trốn vào trong giới thần bi. Lý Vân Tiêu giờ phút này nằm trên phương thôn sơn, toàn thân đều máu tươi đầm đìa, trong miệng không ngừng phun máu tươi. Dưới một quyền cuối cùng kia, trí cường bá thể của hắn cơ hồ sụp đổ, ngũ tạng lục phủ và tứ chi bách mạch hoàn toàn tan vỡ. Nếu không chạy vào giới thần bi thì đã bỏ mạng rồi. May mắn nhờ vào đặc tính nghịch thiên của trí cường bá thể, đồng thời khi tan vỡ cũng hấp thu không ít lực lượng từ một quyền đối phương, bắt đầu không ngừng chữa trị thân thể. <laughs> ha 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 ha. Đột nhiên chuyển đến tiếng cười to của yêu long, tựa hồ cười thập phần vui vẻ, có loại cảm giác như muốn chảy nước mắt. Loại cảm giác này rất thoải mái phải không? Tu vị, hồn lực, huyền khí, thân thể, các phương diện đều bị đối phương chấn áp gắt gao. Ha ha ha. Thân là tuyệt thế vũ đế, ngươi chưa từng được thể nghiệm phải không? Ha 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 ha. Yêu Long phảng phất cực kỳ hưng phấn, không ngừng cười to. Lý Vân Tiêu vẻ mặt cười khổ, nếu không có giới thần bi để trốn chết, lần này sợ rằng phải vẫn lạc rồi. Hắn ý niệm khẽ động, một đạo thần thức truyền ra trong giới thần bi. Đoạn Việt không biết người ở chỗ nào trong nội tâm khẽ động, có chút mở mắt ra, kinh ngạc nói. Vậy mà lợi hại như vậy. Được rồi, ta sẽ gặp người này. Hắn đứng dậy, theo tay khẽ vẫy, một tiếng giống to kinh thiên truyền đến, không trung lóe ra tiếng lôi điện đùng đùng, huyền lôi kinh vân hống đạp trên đám mây từ trên trời rơi xuống, rúc vào bên cạnh của hắn. Khi thế trên người rõ ràng đã có biến hóa, vậy mà lại ngang với đoạn Việt trong huyệt động dưới lòng đất vũ tiên sinh vạn phần cảnh giác đảo qua các ngóc ngách những đều không phát hiện ra lý vân tiêu trên mặt hắn lộ ra vẻ cổ quái tuy rằng đại trận tế tự có thể che đậy thần thức nhưng hắn thân là thuật luyện sư bát giai trong không gian cũng không lớn này hoàn toàn không chịu ảnh hưởng nhưng hắn đã tìm khắp mọi nơi cũng không có chút tung tích cuối cùng hắn rời ánh mắt tới giới thần bi cẩn thận ngưng mắt nhìn lên chẳng lẽ ngọc bi này có thể phá vỡ không gian hắn đã trốn vào trong hư không rồi sao Vũ tiên sinh cau mày, thì thào lẩm bẩm. Không có khả năng, mặc dù tiến nhập hư không cũng sẽ lưu lại khí tức tọa độ, ta lại không cảm ứng được chút tọa độ nào cả, chẳng lẽ hắn trốn vào trong ngọc bi này. Ý nghĩ này khiến hắn lại càng hoảng sợ, lập tức không tin. Cái này lại càng không thể. Ngoại trừ kiện huyền khí siêu phẩm trong truyền thuyết, nặc á chi chu kia ra, không còn huyền khí nào có thể làm được điều này cả. Hắn dừng ở dưới thần bi lẩm bẩm. Nhưng khí ẩn trên huyền khí này sao lại cổ quái như thế? Cũng thế, nếu hắn đã có cách ẩn thân cao mình như thế, ta liền thu cái huyền khí này trước cũng không chịu thiệt. Vũ tiên sinh vươn tay ra, chụp tới khối ngọc bi kia. Ngọc bi này nhất định là tồn tại không kém gì vĩ quang kiếm, cho nên hắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý sẽ không dễ thu chút nào. Nhưng bàn tay vừa tiếp xúc với ngọc bi kia, một đạo thiểm điện liền vọt ra, phát ra hồ quang điện cường đại bắn khắp bốn phía, hắn toàn thân tê dần, Vội vàng thu tay lại. Còn đang kinh ngạc thì một tiếng gầm lớn truyền ra, tiếp theo một đầu yêu thú cực lớn từ trong giới thần bi bay ra, đánh tới hắn. Dĩ nhiên là ngự thú bi. Vũ tiên sinh trong nội tâm chấn động, cho rằng giới thần bi là loại huyền khí có thể chứa yêu thú của ngự thú sư. Tuy rằng khí tức thô bạo trên người huyền lôi kinh vân hống rất mạnh, nhưng hắn lại không chút bối rối, hư lạnh một tiếng bước về trước một bước, trục một trưởng xuống dưới. Oanh! lôi điện chi quang của huyền lôi kinh vân hống dưới trưởng lực vậy mà trực tiếp bị đánh vỡ ra hóa thành vô số đạo hồ quang điện tứ tán bốn phía mà huyền lôi kinh vân hống càng bị các loại trùng kích cực lớn trực tiếp bị đánh bay văng ra xa bạch diễm quỷ sát lục cực chiến kích một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên dưới phương thiên họa kích một đóa hỏa diễm nhanh chóng biến ảo trên không trung bao lấy vũ tiên sinh vào trong ngươi là vũ tiên sinh chấn động ở bên bờ kia hỏa diễm lóe ra một gương mặt lạ lẫm đang lạnh như băng theo dõi hắn thanh liên địa hỏa bốn phía dưới một kích của đoạn việt đều bị cuốn lại gào thét đánh tới đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vũ tiên sinh lập tức liền bình tĩnh lại trong ánh mắt lóe ra hàn mang vĩ quang kiếm trong tay quét ngang ra phát ra tiếng cắt đứt chói tai hỏa diễm bốn phía đều bị mở ra sát khí trên người hắn như thực chất trực tiếp gắt gao tập trung lấy đoạn việt